Trong vườn phổ trang nghiêm đó lại có trăm vạn thứ chướng khác nhau, đó là chướng y, chướng man, chướng hương, chướng hoa, chướng cảnh, chướng ma ni, chướng vàng thật, chướng đồ trang nghiêm, chướng âm nhạc, chướng voi chúa thần biến, chướng ngựa chúa thần biến, chướng đế thích đeo ma ni báu. Những chướng như vậy có hàng trăm vạn thứ. Lại có trăm vạn lưới báu lớn che trùm phía trên, đó là lưới linh báu, lưới lọng báu, lưới thân báu, lưới hải tạng chân châu, lưới cam liều lì ma ni báu, lưới sư tử ma ni, lưới nguyệt quang ma ni, lưới đủ thứ hình bóng các hương, lưới mão báu, lưới anh lạc báu. Những lưới như vậy có hàng trăm vạn thứ. Đây là việc trang nghiêm thứ bảy, tức dùng chướng lưới trước, chướng sau lưới. Lại có trăm vạn đại quang minh chiếu sáng, đó là quang minh diệm quang ma ni báu, quang minh nhật tạng ma ni báu, quang minh nguyệt tràng ma ni báu, quang minh hương diệm ma ni báu, quang minh thắng tạng ma ni báu, quang minh liên hoa tạng ma ni báu, quang minh diệm tràng ma ni báu, quang minh đại đăng ma ni báu, quang minh phổ chiếu thập phương ma ni báu, quang minh hương quang ma ni báu. Những quang minh như vậy có nhiều hàng vạn thứ. Lại có trăm vạn đại quang minh chiếu sáng vườn rừng phổ trang nghiêm, đó là quang minh diệm quang ma ni báu, quang minh nhiệt tạng ma ni báu, quang minh nguyệt tràng ma ni báu, quang minh hương diệm ma ni báu, quang minh thắng tạng ma ni báu, quang minh liên hoa tạng ma ni báu, quang minh diệm tràng ma ni báu, quang minh đại đăng ma ni báu, quang minh phổ chiếu thập phương ma ni báu, quang minh hương quang ma ni báu. Những quang minh như vậy có nhiều hàng trăm vạn thứ. Đây là việc trang nghiêm thứ 8, tức dùng quang minh chiếu sáng. Trong vườn đó thường mưa xuống trăm vạn thứ đủ trang nghiêm, trăm vạn hương hát trên đàn, vang ra âm thanh vì diệu, trăm vạn hoa mạn đà la, hơn hẳn hoa mạn đà la của chư tiên mà rải xuống, trăm vạn chuỗi anh lạc, hơn hẳn chuỗi anh lạc của chư tiên, dùng để trang nghiêm, trăm vạn tràng hoa báu đẹp, hơn hẳn tràng hoa của chư tiên, thọng xuống khắp nơi, trăm vạn y đẹp các màu, hơn hẳn y của chư tiên, trăm vạn ma ni báu đủ màu ánh sáng vi diệu chiếu khắp. Trong vườn phổ trang nghiêm đó thường mưa xuống trăm vạn thứ đổ trang nghiêm, có trăm vạn hương hát trên đàn đều vang ra âm thanh vi diệu, dễ nói đủ thứ diệu pháp. Lại có trăm vạn hoa mạn đà la, hoa trắng nhỏ hơn hẳn hoa mạn đà la của chư thiên, đều rải xuống các vườn đó. Lại có trăm vạn chuỗi anh lạc, hơn hẳn chuỗi anh lạc của chư thiên, dùng để trang nghiêm vườn đó. Lại có trăm vạn tràng hoa báu đẹp, hơn hẳn tràng hoa của chư thiên, thòng xuống khắp nơi trong vườn đó. Lại có trăm vạn y đẹp các màu, hơn hẳn y của chư thiên. Lại có trăm vạn ma ni báu đủ màu ánh sáng vì diệu chiếu khắp mười phương thế giới. Đây là việc trang nghiêm thứ 9, tức mưa xuống đồ trang nghiêm. Trăm vạn thiên tử vui mừng chiêm ngưỡng cúi đầu làm lễ, trăm vạn thể nữ ở trong hư không hợp thân bay xuống, trăm vạn Bồ Tát cung kính gần gũi, thường thích nghe pháp. Có trăm vạn thiên tử đều do cảnh tượng trang nghiêm của vườn đó thu hút, họ đều rất vui mừng chiêm ngưỡng Yêu Xà Yêu Bà Di, cung kính cúi đầu làm lễ. Lại có trăm vạn thể nữ ở trong hư không của vườn đó hợp thân bay xuống. Lại có trăm vạn Bồ Tát cung kính gần gũi Yêu Xà Yêu Bà Di, thường thích nghe Phật pháp. Đây là việc trang nghiêm thứ 10, tức phạm thánh vui kính. Hiệu xả dịch là ý lạc, hy vọng, mãn nguyện, biểu thị tùy thuận ý thích và hy vọng của chúng sinh, khiến cho họ đạt được viên mãn. Lại có thể viên mãn pháp tánh tướng, ở trước là hải tràng thị hiện tướng tỷ kheo, vị thiện tài đồng tử diễn nói pháp bát nhã liễu trần, hiện tại là trụ thứ 7, bất thối trụ. Vị này dùng từ bi nhập thế, giáo hóa chúng sinh, nên thị hiện thân Yêu Bà Di, vào lý không vô sinh cứu kính, tâm thường hành không vô tướng nguyện, chỉ quán cả hai duyên không thể hoại, trong suốt rất sâu như biển cả. Bấy giờ Hiệu Xà Yêu Bà Di ngồi tòa vàng thật, đội mão lưới hải tạng chân châu, đeo chiếc vòng báu vàng thật hơn hẳn chư thiên, rũ tóc xanh biếc, lưới đại ma ni trang nghiêm trên đầu, sư tử khẩu ma ni báu dùng làm bông tai, như ý ma ni bảo vương dùng làm chuỗi, tất cả lưới báu rũ trùng trên thân. Lúc đó Yêu Xà Yêu Bà Di ngồi trên tòa bằng vàng thật, đầu đội mão làm bằng lưới hải tạng chân châu, tay đeo chiếc vòng báu bằng vàng thật
hơn hẳn vòng báu bằng vàng của chư thiên. Tóc màu xanh biếc rủ xuống, dùng lưới đại mani trang nghiêm trên đầu, dùng sư tử khẩu mani báu làm bông tai, dùng như ý mani bảo vương làm chuỗi, dùng tất cả lưới báu rủ xuống trùm trên thân. Trong vạn ước na do tha chúng sinh khom mình cung kính, phương đông có vô lượng chúng sinh đi đến chỗ ngài, đó là Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, Đại Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên, Tự Tại Thiên, cho đến tất cả người và chẳng phải người. Phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng đều như thế. Có trăm vạn ước na do tha chúng sinh đều chắp tay khom mình cung kính. Ở phương đông có vô lượng chúng sinh đi đến vườn phổ trang nghiêm, đó là chúng sinh Phạm Thiên, chúng sinh Phạm Chúng Thiên, chúng sinh Đại Phạm Thiên, chúng sinh Phạm Phụ Thiên, chúng sinh Tự Tại Thiên, cho đến tất cả người và chẳng phải người. Ở phương Nam Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng đều như thế. Có ai thấy được vị yêu bà di này thì tất cả bệnh khổ đều được trừ diệt, lìa phiền não dơ bẩn, nhổ trừ gai các kiến, phá tan núi chướng ngại, nhập vào cảnh giới thanh tịnh vô ngại, tăng trưởng sáng lạng tất cả hết thảy các căn, nuôi lớn các căn, nhập vào môn nhất thiết trí huệ, nhập vào môn tất cả tổng trì, tất cả môn tam muội, tất cả môn đại nguyện, tất cả môn diệu hạnh, tất cả môn công đức đều được hiện tiền. Tâm rộng lớn đầy đủ thần thông, thân không chướng ngại, đến tất cả mọi nơi. Có ai thấy được hiệu xả yêu bà di này thì tất cả bệnh tật thống khổ của họ đều được trừ diệt, xa lìa tất cả phiền não cấu bẩn, nhổ trừ gai tất cả tà kiến, phá tan núi chướng ngại cống cao ngã mạn, nhập vào cảnh giới thanh tịnh vô ngại, tăng trưởng sáng lạng hết cả hết thảy các căn, dưỡng lớn tất cả các căn, nhập vào môn nhất thiết trí huệ, nhập vào môn tất cả tổng trì, tất cả môn tam muội, tất cả môn đại nguyện, tất cả môn diệu hạnh, tất cả môn công đức đều được hiện tiền. Tâm của yêu xà yêu bà di rộng lớn vô lượng như hư không, đầy đủ tất cả thần thông, thần không chướng ngại, có thể phân thân đến tất cả mọi nơi trong mười phương thế giới. Bây giờ thiện tài đồng tử đi vào vườn phổ trang nghiêm quán sát khắp nơi, thấy hưu xà yêu bà di ngồi trên tòa vi diệu, bèn đi đến đảnh lễ hưu xà yêu bà di, đi nhiễu quanh vô số vòng rồi bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo hay chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử đi vào vườn phổ trang nghiêm quán sát khắp mọi nơi, thấy hưu xà yêu bà di ngồi trên tòa báu vi diệu, bèn đi đến đảnh lễ hưu xà yêu bà di, đi nhiễu quanh vô số phòng rồi bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học tập Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu hành Bồ Tát đạo. Con nghe tỳ kheo hải tràng giới thiệu ngài, cho con đến đây gần gũi ngài, xin ngài là bậc thánh khéo hay chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói khai thị cho con. Vị yêu bà di này là một vị đã chứng được pháp thân của Bồ Tát, thị hiện thành thân yêu bà di để giáo hóa chúng sinh. Hưu xả bảo rằng: Thiện nam tử, ta chỉ đắc được một môn giải thoát của Bồ Tát. Nếu ai thấy, nghe, nghĩ nhớ về ta, cùng ở với ta, cung cấp cho ta, đều không đướng qua. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh chẳng trồng căn lành, không được bạn bè nhiếp thọ, không được chư Phật hộ niệm, thì người đó chọn chẳng thấy được ta. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh nào được thấy ta, thì đều đắc được bất thối chuyển nơi An Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, chư Phật ở phương đông thường đến chỗ này, ngồi tòa bán này